Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay trên tay hình đây là chiếc Oppo Reno 2 anh em. Reno 2 là phân khúc cận cao cấp của Oppo ha. Nổi danh nó bắt đầu từ Reno 1 với cái đặc trưng của mình là gì anh em biết không? Đó chính là cái camera vây cá ha. Đó thì bây giờ hình đang ở khu vực công viên quen thuộc ở gần cửa hàng ở quận 10 của mình. Đó, để quay cho anh em xem về chiếc Oppo Reno 2 này. Thì đây là chiếc Oppo đại diện cho phân khúc cận cao cấp, nó sở hữu những tính năng và trang bị hàng đầu, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của anh em trong một thời gian rất là dài nữa mới nói tới cái chuyện lỗi thời. Đó, tuy nhiên anh khách này thì khi mà anh sửa chữa thì anh có một cái băn khoăn về vấn đề là chi phí và liệu rằng sửa xong xài có ổn định không. Đó là cái vấn đề băn khoăn của rất nhiều anh em trong khi đi sửa chữa máy luôn ha. Thì hôm nay mình muốn nói với anh em về dịch vụ sửa chữa Oppo ở bên mình. Thì Oppo là một trong những thương hiệu smartphone Trung Quốc hàng đầu tại Việt Nam. Đó, và họ đến trước Xiaomi, tới mấy năm lận, và họ đã thấu hiểu thị trường Việt Nam rất là nhiều. Sản phẩm của Oppo ngày nay mà nói về giá mà rẻ thì không phải là phân khúc giá rẻ hàng tàu rồi nữa, mà nó đã dần định hình mình ở phân khúc hàng trung và cao cấp luôn. Đó, ngang bằng với những cái thương hiệu khác đến từ những cái quốc gia khác. Đó, nên là nếu mà anh em gặp vấn đề và sửa chữa điện thoại Oppo thì hiện nay khi mà anh em vào hãng, anh em sẽ gặp một tình huống chung, đó là chi phí thay main, thay mới linh kiện. Đó, đương nhiên là trong hãng nó sẽ rất là cao. Như máy này anh khách anh mang máy đến cho hình là trong tình trạng là mất nguồn ha. Đó, rất là đẹp. Đó, mất nguồn. À, và nếu như thông thường chắc chắn rằng hãng sẽ báo anh thay main trong tình huống này, và một cái bộ main của con máy Oppo Reno 2 cao cấp như thế này thì giá nó không hề rẻ, và hình đoán nó có thể sắp xỉ lên tới gần 8 đến 10 triệu ha. Đó, thì lúc này anh khách này anh đã tìm một giải pháp, đó là đưa máy qua cho hình sửa chữa, vì ảnh là khách quen, anh có sửa những dòng Nokia bên mình rồi, thì anh tin tưởng anh đưa máy Reno 2 này cho hình coi. Thì hiện tại anh em thấy máy đã được phục hồi lại hoàn hảo, mọi tính năng là ok hết, chuẩn bị giao máy cho anh luôn nữa, hình mới phải làm một video clip nhanh như vậy để hình nói và kịp giao máy cho anh em. Đó, và thứ hai đó là dữ liệu sẽ còn nguyên vẹn hết, không mất một xíu dữ liệu nào hết ha. Thì khi mà hình kiểm tra cái máy này thì mình phát hiện máy nó bị chạm nguồn. Đó, nguyên nhân là nó chạm, nó chết IC trên main. Đó, và mình đã thay con IC đó, thay bằng một con chip mới, chip chính hãng dĩ nhiên rồi. Đó, và mình xử lý là những cái điểm chạm và máy đã lên nguồn ngay lập tức luôn. Máy này đã được hình test mấy ngày và độ ổn định và bền bỉ hình đánh giá rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì hình thấy pin nó còn rất là trâu. Nói chung một chiếc máy mà tình trạng còn tốt như chiếc Reno 2 này thì anh em có thể xài một khoảng thời gian rất là dài nữa. Đó, pin nó trâu lắm và mọi tác vụ đồ nó mượt dữ lắm. Thì anh em hỏi là nếu mà hình sửa vậy thì có ổn định được như trong hãng không? Thì câu trả lời rằng nếu mà Thịnh làm theo cái tiêu chuẩn của mình từ trước đến giờ, có nghĩa là tất cả những máy khi mà Thịnh thay thế IC, hình sửa chữa trên main, Thịnh đều đưa nó về trạng thái là nguyên zin như lúc ban đầu, có nghĩa là đưa về zin. Đó, khi mà làm xong tất cả mọi logic mạch nó phải hoàn hảo y như zin, không có chạm ngầm, không có hao dòng nóng, dòng chờ gì hết. Đó, thì nó không khác gì một cái main zin cả anh em. Bởi vì anh em biết cái main bo zin lúc ban đầu nó cấu tạo từ những thành phần đó, họ lắp ráp robot rồi nó đóng chip lại với nhau. Đó, thì bây giờ nó lỗi ở đâu, chúng ta xử lý đúng ở đó thì nó sẽ y chang như zin thôi, không có gì phải lo lắng hết. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao hãng họ không làm như vậy đi? À, hoặc là tại sao có những nơi sửa chữa người ta không sửa được như vậy? Đó, bởi vì cái việc mà sửa chữa main là công tác sửa chữa khó khăn bậc nhất trong cái vấn đề mà sửa chữa điện thoại rồi. Đó, nó không có như là thay màn hình, nó không như thay nắp lưng, nó không như thay cục pin. Đó, những cái đó thì chúng ta gắn main vô, gắn thay màn, nó mang tính chất là tháo ráp linh kiện ha. Thì nó sẽ đơn giản và nó chỉ yêu cầu một trình độ kỹ thuật tầm trung thôi, của người kỹ thuật viên thôi. Còn cái việc mà thao tác đục đóng chip và dò bệnh, dò con nó lỗi ở đâu, chính xác ở con nào, thì nó yêu cầu cái tâm huyết và cái kinh nghiệm và cái tay nghề của người kỹ thuật viên rất là cao. Và hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh nói chung đó, và cả nước luôn, thì là không nhiều người thợ có thể đảm nhận được thành thạo cái công tác như Thịnh vừa nói ở trên. Nó dẫn đến cái vấn đề rằng nhiều khi anh em đem đi sửa máy, người ta nói với anh em cái này không nên sửa, hoặc là sửa về xài cũng không nổi, hoặc là người ta sửa không được luôn. Hoặc là anh em đưa đi đến chỗ này thì sửa được, mà tại sao đưa đi qua chỗ khác lại sửa không được? Đó là cái lý do là như vậy, do làm không tới thôi anh em nha. Nếu làm tới rồi, nó không khác gì thay men đâu, nó ổn định cực kỳ. Anh em chỉ về lưu ý cái cách sử dụng của mình nè, đó là tránh va đập rơi rớt mạnh nè, không vào nước nè, đi mưa rồi chúng ta cất vào, đừng có ý. Và chúng ta sử dụng một bộ sạc cáp tốt để cấp nguồn vào cho máy nó ổn định, dòng điện áp nó ổn định thì máy nó sẽ bền thôi. Và một điều quan trọng tiếp theo đó là anh em hãy lựa chọn cơ sở sửa chữa chuyên sâu và uy tín về vấn đề này để anh em gửi máy. Đó, cái người đầu tiên mở cái máy ra làm sẽ rất là quan trọng. Nếu mà cái người đầu tiên họ am hiểu và họ được tiếp xúc với, gọi Thịnh dùng cái từ là hiện trường vụ án lần đầu tiên, họ sẽ nhìn vào, họ sẽ xác định được bệnh một cách dễ dàng.
và họ sẽ xử lý được cho anh em. Còn ví dụ mà họ nhận một cái máy đã bị vọc phá sai cách tùm lum hết thì rất khó khăn cho họ và đôi khi có thể là không phục hồi lại được nữa. Đó, cái vai trò của người đầu tiên mở máy sửa chữa rất là quan trọng anh em nha. Rồi ok, nếu anh em nào có nhu cầu sửa chữa Oppo nói chung và dòng Oppo series Oppo Reno, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, thông tin Thịnh sẽ để bên dưới nha. Rồi bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.